Thôi, chào mọi người. Hôm nay lên clip để giới thiệu với mọi người là một số đồ gốm sứ và đồng hồ di lịch. Nói chung cũng không có nhiều món, cũng vài món thôi. Nhưng mà hàng này thì nó đắt tiền nha mọi người. Thì hàng gốm sứ thì cũng ít thôi, không có nhiều. Mai mốt thì clip sau mới có nhiều. Clip này thì những cái món đồ nhỏ nhỏ, giá cũng rẻ. Thì về giá bán thì như thường lệ công bố thì giá tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển. Tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển hết nha mọi người, nhưng mà không có bao gồm phí đồng kiểm. Có nghĩa là anh em mua món hàng này 200 ngàn đồng thì anh em hàng giao đến bưu điện giao đến anh em chỉ trả 200 ngàn đồng thôi. Còn anh em muốn xem hàng trước khi nhận thì anh em phải báo trước là khi mà đặt hàng á, tôi muốn xem hàng trước khi nhận là giá của sản phẩm này là 220 ngàn nha. Ăn thua là cái giá bán thôi nha anh em. Tại vì một số cái kênh của mình bán á, là khách quen rồi, người ta không có cần xem hàng nữa. Ta không có cần xem hàng nữa, cho nên là cái giá mình báo là thường là mình trừ cái phí xem hàng ra. Còn cái phí xem hàng là mình muốn mà xem hàng trước mà bưu điện nó tự nguyện cho mình xem á, là cái phí đó là tới 18 ngàn gì đó, nhưng mà mình tính chẳng là 20, nói chẳng 20 ngàn đồng. Là muốn xem hàng trước là phải cộng thêm 20 ngàn đồng, tiền đó là tiền bưu điện thu chứ không phải là mình thu. Có nhiều thằng đó nó không có mua hàng nhưng mà tay nó nhanh hơn não, nó nghe sao không biết mà nói mình không cho xem hàng. Nó cho xem hàng chứ không phải là không cho, nhưng mà mình phải cộng thêm 20 ngàn, tại vì giá mình báo là chưa có bao gồm phí xem hàng. Anh em muốn xem hàng thì phải chịu tốn thêm 20 ngàn, tiền đó là bưu điện thu. Còn ví dụ mình bán cái này với giá 220 thì anh em nào cũng xem hàng bình thường, nhưng mà vậy nó sẽ phí. Cái món hàng nó có 200 ngàn à, mà anh em xem hàng thì nó tốn thêm hết 10% nữa thì nó phí, rất là phí. Cho nên là mình không có cộng cái tiền đó vào. Còn anh em nào kỹ tính có yêu cầu xem hàng thì mình cứ việc xem thì mình cộng thêm 20 ngàn có gì đâu, mình vẫn cho bình thường chứ không phải là không cho. Có một số anh em không báo trước nhưng mà khi hàng đến vẫn yêu cầu xem hàng thì mình cũng vẫn cho bình thường. Ăn thua bưu tá cho là mình cho à, sợ bưu tá nó khó nó không cho rồi hàng bị hoàn về, nó rất là lu bu. Do đó cho nên mình phải nói trước là cái vụ xem hàng mình phải nói trước. Ví dụ anh em có nhu cầu xem hàng thì phải báo trước để cho mình ghi vào cái phiếu của bưu điện á. Bưu điện nó sẽ thu thêm cái phí gọi là phí đồng kiểm á. Mà giải thích hoài anh em cũng không hiểu. Mình xem trước thì mình vẫn xem bình thường thôi, nhưng mà có một số thằng tay nhanh hơn não nó vô nó bình luận khơi khơi nó. Còn những cái ly này nè, những cái ly này, cái ly ta ly pha lê mà nó lên nó dám phán là ly thủy tinh. Nó không biết. Cái ly pha lê thì nó khác, ly thủy tinh nó khác nhiều người nè, ly pha lê đó. Đó, mình búng tiếng nó vang nè. Còn ly thủy tinh nè. Đó, cốc 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 đó. Không biết phán thầm bậy thầm bạ. Mà mấy thằng đó là không bao giờ mua hàng mà nó lên nó hay tay nhanh hơn não. Nhưng mà thôi nói vậy để anh em hiểu thôi. Rồi giá bán là như thế. Còn cái quỹ quỹ lá lành đùm lá rách thì hôm trước mình công bố được cái số tiền là 13.480.000 đồng. Thì từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 8 đơn hàng mình bán được là 10 đơn. 10 đơn nhân với 5.000 đồng là bằng 50.000 đồng. Có anh Quang ở Tây Ninh, khách hàng thì có anh Quang ở Tây Ninh đóng góp 200.000 đồng, tổng cộng là 250.000 đồng. Thì lũy kế của cái quỹ đến ngày 6 tháng 8 là 250.000 cộng với 13.480 là bằng 13.730.000 đồng. Thì quỹ đến thời điểm hiện tại là 13.730.000 đồng nha mọi người. Rồi, vào nội dung chính là mã số, không làm mất thời gian của anh em nữa, mã số 1 nha mọi người. Mã số 1 là một cái đồng hồ. Đồng hồ này khung ngoài này nó bằng sắt nha mọi người, bằng sắt nhưng mà nó làm màu đồng, giả đồng. Nó bằng sắt hay bằng bằng thép vậy đó.
cái đồng hồ, con gà trống mổ. Hiện tại thì nó cái này là cơ, mà đồng hồ cơ phải lên dây thì nó mới chạy. Đó, phải lên dây cót thì nó mới chạy. Đây, nó đang chạy nè. Lên dây cót. Con gà nó mổ thì nó mới chạy. Đó, đây, nó chạy nè, gà nó mổ nó mới chạy. Đó. Lên dây cót thì nó mới chạy. Và nó có chức năng là báo thức, nó có chức năng là báo thức. Ví dụ nè, mình hẹn chế độ để mình chỉnh giờ đi. Hẹn 2 giờ ha. Rồi. Hẹn 2 giờ. Hẹn 3 giờ. Bây giờ cái chốt này là như là chốt khóa báo thức kia, chốt khóa báo thức. Đó. Để hẹn 3 giờ. Đây mình hẹn 6 giờ vậy mọi người. Hẹn 6 giờ thì mình dặn cái nút chỗ này nè, nút chỗ này nút hẹn giờ nè. Dặn đến 6 giờ nè. Dặn đến 6 giờ. Thì để mình chỉnh kim đến 6 giờ. Lấy cái nút này ra nè. Giờ là bắt đầu nó báo thức nè. Đó, cái đồng hồ báo thức thì mình muốn cái chuông nó không reo á thì mình đẩy cái nút này vào, đẩy nút này vào mà mình lên, phải lên dây cót này thì chuông nó mới reo nha. Còn cái dây bên đây là để mình lên dây cót của giờ á. Còn cái đinh này là chỉnh giờ, con này là chỉnh chỉnh giờ báo thức. Cái máy bên trong là như máy bên trong nó bằng đồng, còn ngoài này nó bằng sắt. Giá của cái đồng hồ là 650.000 nha mọi người. Mã số 1 giá 650 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Số 1 650 đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 2. Mã số 2 là một cái đồng hồ. Mã số 2 là một cái đồng hồ hiệu Bulit. Bulit là cảnh sát. À, nó có chữ B trên này. Nó còn này cái sổ và mấy cái mắt dây để mình nối thêm á, nếu dây mà ngắn thì mình nối thêm. Đồng hồ này cực đẹp nha mọi người, đồng hồ này còn đẹp lắm. Đồng hồ này nó nói chung là hàng mà người ta tuy là nó còn hợp nhưng mà nó cũng có bị chạy xước nha mọi người, chứ không phải là nó mới hoàn toàn nha. Tại vì nó đã bốc siêu rồi, nó cũng có chạy xước nhưng mà nó còn đẹp lắm. Cái đồng hồ này là giá nó là 1.500.000,
đã bao gồm phí vận chuyển và hình thức giao dịch của đồng hồ là chuyển khoản nha mọi người. Hình thức giao dịch của đồng hồ là chuyển khoản. Cái mặt đó nè, nó đổi màu đó. Cái kính là nó lồi lên, niềng ngoài này niềng xoay nè, niềng xoay ngoài này nó mạ vàng nè, màu vàng nè. Niềng xoay thì mình xoay. Cái niềng xoay này mình không biết có tác dụng gì nha. Và kim thì nó có ba kim. Ba cốt chứ, cốt thì nó có bên ngoài nè, có ba cốt nè. Ba cốt, bên trong là sáu kim đều chạy hết, full chức năng hết. Và kim đồng hồ này là kim đồng hồ thể thao, đồng hồ thể thao nha mọi người. Mình bấm là nó chạy. Kim đồng hồ thể thao. Thì anh em nào rành đó thì mình về mình chỉnh lại, còn không biết thì mình lên YouTube mình chỉnh đó. Chứ trên đây mình nói chung là mình chỉnh thì nó cũng không rành lắm. Nó chỉ anh em thì nó rối nữa. Mình lên mình bấm đồng cái bấm lên YouTube cách chỉnh đồng hồ ba cốt sáu kim là nó có chỉ rất là nhiều, chỉ rất là rành luôn. Đó, mấy cái kim nhỏ ở trong đây thì mình chỉnh bằng hai cái nút bên đây nè, và mình phải giật ra, kéo ra hai nấc, kéo cái chốt này ra hai nấc thì mình bấm mình chỉnh mấy kim nhỏ bên trong. Sáu kim bên trong, ba kim lớn và ba kim nhỏ, nó dạng đồng hồ thể thao. Cái đồng hồ nhỏ này đang chạy nè, đang chạy phút giây á. Và cái mặt sau đó nè, mặt sau đó là nắp đít đáy vặn nè, có thương hiệu Bulleit nè. Cái đồng hồ rất là nặng nha mọi người. Đó. Ngoại hình cái đồng hồ nè, còn cực đẹp luôn nha. Hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Đó, nguyên màu đen tuyền luôn. Màu đen này nó phủ sơn như, nó giống như titan hay gì, hay là bằng đá mình cũng không biết luôn nữa. Đó, thấy đẹp thì mình mua thôi. Giá 1.500.000 đồng nha mọi người, đã bao gồm phí vận chuyển. Đồng hồ cực đẹp. Dây này thì cái tay mình cũng to lắm, nhưng mà mình đeo thì nó vừa nè. Mà nó còn hai nấc để mà dự phòng nữa. Đó, tay mình to nhưng mà đeo vẫn vừa. Nó còn lỏng tí nữa, này phải lấy ra một mắt nữa mới vừa. Đó, bấm cái là nó vặn ra. Rồi, giá của nó là mã số 2, 1.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Nó còn y nguyên hộp, nhưng mà hàng này chắc có nghĩa là có khả năng là người ta đã đeo thử, đeo lướt cho nên nó có bị trầy xước. Chạy thôi chứ không phải là xước, mặt kính rồi còn cực đẹp luôn. Đó, mã số 2, giá 1.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 3. Đồng hồ này là đồng hồ nội địa Nhật hết nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm nha, nội địa Nhật hết, chứ không phải là đồng hồ Trung Quốc nha. Có thể là nó để Made in China hay gì đó, nhưng mà đồng hồ nội địa Nhật, nó sản xuất ở Trung Quốc. Để coi cái đồng hồ này ở bên ngoài nó có để không nè. Nó có để Made in đâu không? Không có nha. Giá của nó là 1.700.000 nha mọi người. Mã số 3, giá 1.700.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Cái đồng hồ này là đồng hồ mới. Đồng hồ mới. Giá nó 1.700.000, chưa xài luôn. Đồng hồ chưa xài tại vì sao? Tại vì cái lớp phía dưới này nè, nó chưa lột nữa nè. Cũng là đồng hồ Bulleit nha mọi người. Cũng là Bulleit, cũng có cái nắp nè. Cái nắp nó có logo nè. Đó. Và nó có cái nắp bên ngoài nữa. Đây nó có dán 30 mấy ngàn yên, 31.500 yên nữa nè, Bulleit nè, 31.500 yên. Thì nó khoảng chắc tầm cũng cỡ 7 triệu hay gì đó. Bên Nhật nó bán cỡ 7 triệu. Cái lớp siêu dưới này nè, nó chưa lột nữa. Còn lớp trên đây nè, lớp trên đây thì nó lột rồi. Mà kiểu dán thì nó cũng màu đen rất là đẹp nè. Đó, cái đồng hồ này thì dây nó dài lắm, nó rộng lắm, về mình phải ra tiệm để mà mình tháo bớt ra. À, rộng. Nó thì nó không có mắc dây thừa, nhưng mà có cái là nó gắn vào hết rồi, mà dây nó rộng, cực rộng luôn. Tay to cỡ nào đeo cũng vừa.
Trong đây sổ, sổ sách, sổ sách còn nhóc trong đây nè. Đó. Cái này nó cũng 6 kim nhưng mà nó chỉ có một cốt thôi, không có ô cửa sổ lịch nha mọi người. Lịch đó là nó trên kim này luôn. Này không phải là đồng hồ nhỏ, trong không phải là thể thao mà nó chạy lịch nè, chạy ngày á, chạy ngày, chạy thứ, chạy ngày, chạy thứ và chạy giờ luôn. Kim nhỏ là chạy ngày, chạy thứ và chạy giờ. Mấy kim nhỏ, ngày, thứ và giờ là kim nhỏ bên trong. Còn cái đồng hồ 1,5 triệu là mã số 2 á, là nó chạy, nó có ô cửa sổ lịch, nó có ô cửa sổ lịch riêng và mấy cái kim ở trong là kim để bấm giờ thể thao. Còn kim này là nó chạy ngày, chạy thứ và chạy giờ, kim nhỏ phía trong. Kiểu dáng thì form vuông vuông rất là đẹp. Thì mặt size của nó thì nó khoảng size là size to. Mình đàn ông mình đeo là size chưa tính núm là 42. Cái mặt kia cũng vậy, size chưa tính núm là 42. Đây, nó còn mới luôn, cực đẹp nha mọi người. Mặt sau thì bullet thì nó cũng y chang vậy thôi. Đây, chữ bullet nè. Đó, và đít vặn, đồng hồ đít vặn, chữ bullet trên dây nè. Nói chung là còn nguyên zin hết, nguyên zin chưa xài. Rồi giá của này là 1,7 triệu đã bao gồm phí vận chuyển. Hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Nó giá trị cao cho nên là để anh em chắc chắn mua thì hình thức giao dịch là chuyển khoản. Anh em chuyển khoản thì cứ yên tâm, mình sẽ gửi đến tay anh em. 1,7 triệu giá đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 3 nha mọi người, mã số 3, 1,7 triệu đồng. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 là cây gậy bằng đồng nha mọi người, bằng đồng. Cái đầu thì đầu rồng, giá nó là 800.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Cây gậy giá 800 đã bao gồm phí vận chuyển. Đó, mã số 4. Cây gậy này thì nó nặng khoảng chắc khoảng 600 gram quá. Nó nặng khoảng 600 gram. Mình dùng cây gậy này để mình tặng cho ông bà lớn tuổi thì rất là có ý nghĩa. Nặng khoảng 600 gram. Tặng cho ông bà lớn tuổi thì ý nghĩa lắm nha. Đó, rất là vừa, rất là vừa tầm. Nặng khoảng 600 gram, cái đầu là đầu con rồng. Cao khoảng 90. Đó, chiều cao khoảng 90. Đầu con rồng nè. Nó bằng đồng nha mọi người, bằng đồng. Nó không có hít nè. Nó không có hít 500. Cục cao su này thì nó gắn vào. Cục cao su này ví dụ có hư bể thì mình ra mấy cái tiệm đồ nhôm rồi mua chắc có. Giá của nó là 800 ngàn mọi người. Giá 800 đã bao gồm phí vận chuyển. Đầu rộng. Tiếp theo mã số 5, mã số 5 là 4 cái ly. 4 cái chung nè để mình uống nước. Đó, 4 chung để mình rót nước uống hoặc trưng bày đều đẹp. Đó, giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 5, giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Cái này nó cao 7, đường kính là 6. Đường kính khoảng 6,3, đường kính miệng nè. Nó thiết kế nè, viền vàng, ba viền vàng với viền đen và viền màu màu đỏ, nâu đỏ. Đó. Giá là có 4 cái chung này là 200, mã số 5, 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Mấy cái hàng này là mọi người, ví dụ mọi người mua một cái mã này là 200, mọi người mua thêm mã này 200 nữa là được giảm 30.000 đồng nha mọi người, được giảm 30.000. Tức là nó còn lại 170, mua hai món thì nó là 370. Đó, mua hai món thì giảm 30, mua ba món cũng vậy, món thứ ba cũng được giảm 30.000. Món thứ ba cũng được giảm 30. Đó. Rồi, mã số 6.
Mà số 6 là cái này 5 cái nhưng mà tính 4 cái nha mọi người, giá 200. 5 cái tính 4 cái, tại có một cái nó bị con cái nó bị nứt. Cái nó bị nứt nhưng mà không biết cái nào. Để mình tìm. Con cái nó bị nứt. Đây, cái bị nứt là cái này nè. Cái mình dán giá nè. Này, cái bị nứt là cái mình dán giá nè. Cái mã số 6 nè, cái bị nứt nè. Nứt một đường nè. Đó. Nứt từ trong ra tới ngoài nha mọi người, nứt một đường. Thì cái này cũng để vào luôn nha. Mọc rồi đầy đủ nè. Đó. Giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển, cái này thiết kế đẹp lắm. Cao 7,5. Đường kính miệng là 5,5. Thiết kế là có những cái bông hoa này là nó lộ sáng luôn nè. Nó trổ luôn á. Nó thiết kế này là rất là thủ công, này rất là tinh xảo nha mọi người. Nó lộ sáng luôn nè. Rất là đẹp ha. Dùng để rót nước uống rất là đẹp. 200. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7, 6 cái chung nhỏ. 150 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển. Mã số 7, mấy cái chung này nè. Đây, mọc đầy đủ luôn nè. Còn cái này là của chú Tiểu. Chú Tiểu nè. Chung chú Tiểu. Cái này rồi mình để lên bàn thờ để mình cúng rồi nó rất là sang. Cao là 6, đường kính là 4,5. Cao 6, đường kính 4,5. Này cao 5, đường kính 4. Đó. Những cái chung này là ba chung này mình để lên bàn thờ để mình rót nước mình cúng thì nó trang nghiêm. Nó đẹp. 150 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người. Này thì chú Tiểu nè. Chú Tiểu thì nó men nó đẹp hơn, nó bóng và nó mỏng. Mấy cái chung này mình nhìn đơn giản chứ giá trị nó cao lắm nha mọi người. Nó mà vô bộ rồi là giá nó cao lắm. Có một cái chung bình thường thôi, cái ly uống nước bình thường vậy nè. Mình còn gầm nhưng mà mình chưa có bán. Ly uống nước bình thường nhỏ vậy nè, mà nó dán giá 550 yên, một cặp là 1.100 yên. Thì nó khoảng 200 mấy chục ngàn. Ngàn yên là hai khoảng 220. Ngàn 100 yên khoảng 250, một cặp ly nhẹ vậy thôi. Là giá bán là 250 ngàn ở Nhật ấy. Chưa tính tiền mình vận chuyển về. Rồi, sáu cái chung này là 150 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Đã bao gồm phí vận chuyển, mua về để lên bàn thờ cúng, thờ cúng ông bà tổ tiên. Tiếp theo cũng là chung, này là ba cái bốn cái mà nó có một cái mẻ, coi như là tính ba thôi, giá 250 ngàn. Thế này bình thường là một cái là giá nó khoảng 100 ngàn, tại vì những cái chung ngựa bay này nó giá trị nó rất là cao. Nó làm bằng men rạng nè, men rạng và cái nước men màu nó giống như là màu màu cẩm thạch vậy đó. Và nó hai đáy nữa, nó hai đáy có trái tim nữa. Nó rất là khó sản xuất nhưng mà không biết sao mà nó làm được rất là hay. Cái chung này giá trị nó rất là cao, mình mua về vừa sưu tầm vừa có thể để trên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên được. Giá của nó là 250 ngàn, mã số 8, 250 ngàn, đã bao gồm phí vận chuyển, 4 cái nha mọi người, có 1 cái mẻ thì cái nào mẻ ăn lát mình sẽ nói. Đây, chung này gọi là chung con ngựa, nó có hình ngựa nè.
Có khi là con ngựa nó vẽ bên ngoài, những cái loại chung lớn á, là con ngựa nó vẽ ở trong lòng cái này luôn, trong lòng cái chung luôn. Cao khoảng 5,5, đường kính là 5, đường kính miệng là 5, còn chiều cao là khoảng 5,5. Nó làm hai đáy nha mọi người, rất là đẹp mắt. Cái thứ ba nó mẻ nè, nó mẻ một tí à, chứ không có nhiều. Đây lỗ nhỏ chỗ này đó, lỗ nhỏ chỗ đó. Thì mình cúng trên bàn thờ thì thường thường là ba chung, mà chung mẻ đó mình để dự phòng. Đó, viền vàng nè. Rồi giá mã số 8 là 250 ngàn nha mọi người. 250 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là bốn cái chén. Này rất là đẹp. 250. 200 chứ. Mã số 9 là giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển luôn, bốn cái chén. Bốn cái chén. Đó, mọc nè. Ngày cũ gì không biết. Họa tiết rất là đẹp, màu sắc cũng rất là đẹp, bên trong có chữ luôn. Bốn cái chén này cũng để cúng cơm hay là ăn cơm gì cũng được. Bốn cái chén nè, cái chén này nó có bị mẻ chút xíu chỗ này, nó bị cấn á. Đó, một cái, còn cái nữa. Nhưng mà cái đó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hết. Đây, cái này nữa nè. Đó, nó bị đốm chút xíu vậy đó. Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ à. Nó là 200 ngàn. Cái này thường thường mình cúng cơm cho bàn thờ là thường thường là bốn bốn chén, bốn cái chén này mình để dành cúng cơm thì nó rất là đẹp, sang trọng nha mọi người. Đó. Giá của nó là 200 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Mã số 9 giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Cái đường kính của nó là 11 11, cao khoảng 6, đường kính 11, giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Để cái có dán giá lên để mình dễ biết giá. Mã số 9 giá 200 đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 là 5 cái ly. 5 cái ly. Một cặp thủy tinh nè, cặp thủy tinh màu rất là đẹp. Thủy tinh màu ha. Cực kỳ đẹp luôn. 12. Cao 12. Thì một cặp này nó y chang, nó chỉ khác màu thôi. Đó, đường kính miệng là khoảng 6,2. Kính miệng khoảng 6,2, cao là 12. Đó, cặp này nó y chang, nó chỉ khác màu thôi. Thủy tinh nè, mọi người cụm vào là nó chỉ nghe cốc cốc thôi, chứ âm thanh nó không có vang như là cái tiếng chuông nha. Đó. Này. Màu cực đẹp ha. Này phu thê. Này một cặp cũng là thủy tinh nè, mình cụm vào nè. Những cái hàng thủy tinh này đa số là hàng châu Âu, Ý hoặc là Pháp thì nó nhiều. Nhưng mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Đây, hình này hình của người châu Âu nè. Nhưng mà nó không để made in ở đâu thôi. Nhưng mà đa số hàng thủy tinh, hàng pha lê là của châu Âu, Ý với Nhật là nhiều. Có cây đàn thần nữa nè, chắc cái này của Pháp quá. Đó. Rất là đẹp. Này trưng bày cũng đẹp nè. Cao 12,5. Đường kính miệng là 7, cao 12,5, đường kính miệng 7. Đó. Và cái thứ năm là cái pha lê nè. Pha lê rất là đẹp. Pha lê là thường thường nó trong nha mọi người. Nó trong, nhìn nó trong lắm. Nó trắng, nó trong rất là đẹp. Thiết kế cũng rất là đẹp nè. Cái đáy rất là nặng. Trên thì nó thiết kế mỏng. 6 nè. Đường kính miệng là 6.
12,5, cao 12,5. Đây, pha lê nè. Nó vàng như tiếng giường chùa vậy. Đó. Rồi, giá này là 320.000 đã bao gồm phí vận chuyển. 320 đã bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào thấy đẹp thì mua về trưng bày hoặc là sử dụng. Nếu đẹp. Đã bao gồm phí vận chuyển 5 cái nha mọi người. Đây, 5 cái này mình tính 300 chẵn đi, 300 chẵn. 300 đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Cái này phí đóng gói rồi nó rất là cực nha mọi người. Phí đóng gói nó rất là cực. Ba trăm đã bao gồm phí vận chuyển, mã số 10. Thường hàng thủy tinh, hàng pha lê, nói chung là hàng gốm sứ đóng gói gửi rất là cực, phải quấn thật là kỹ rồi làm sao đó để hàng đến tay anh em nó không có bị bể. Rồi, này năm cái ly pha lê, 5 cái ly toàn bộ pha lê hết nha mọi người, giá 320, mã số 11, 320 đã bao gồm phí vận chuyển. 5 cái ly này pha lê hết nha mọi người. 320 đã bao gồm phí vận chuyển. Đó, nó vang nè. Như tiếng chuông chùa vậy. Đó. Đó. Pha lê nó khác với thủy tinh. Đây. Cặp này đây. Uống bia mà cụm ly vào nó cũng khác nữa. Nhưng mà đừng cụm mạnh quá nó bể nha. Kích thước 12, cao 12, đường kính là 6,5. Còn hai cái ly này, ba cái đó giống nhau thì mình đo một cái thôi nè. Này cao 11, đường kính cũng 6,5. Nó có một cặp và ba cái này giống nhau nè. Giá 320 đã bao gồm phí vận chuyển. Ba trăm hai mươi ngàn đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 là 10 cái dĩa, 5 cái dĩa nhỏ, 5 cái dĩa lớn hơn chút. Dĩa này để đựng ly rồi nè, để mình để ly để uống nước đá, cà phê rồi. Mã số 12, 10 cái này giá 250.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Đường kính khoảng 12 nè, đường kính 12. Dĩa nó đeo vẽ hình mấy cái cây tre đều rất là đẹp ha. Nhưng mà bên ngoài này nó không có mọc. Nhưng mà đảm bảo là hàng nội địa Nhật nha mọi người, nó không có mọc nhưng mà hàng nội địa Nhật nha. Đó. Nó vẽ những cái cây tre rất là đẹp nè, chính giữa nè, cực kỳ đẹp luôn. 250.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Dĩa này lớn hơn, 13,5, nó cũng giống y chang vậy nhưng mà nó lớn hơn. Đó. 250.000 đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. 10 cái dĩa rất là đẹp, hàng nội địa Nhật nha. Hai trăm rưỡi đã bao gồm phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 13, 13 là gồm có 5 cộng unit. Unit này nói chung là hàng độc, cộng nào cũng đồng giá 400 hết nha mọi người, đồng giá 400. Hàng nghĩa địa, đọc. Mã số 13 chia ra ABCD. ABCD, cái mẫu A. 13A là giá 400. 13B, 13C gì cũng 400 hết. Đồng giá. Cái này là có anh em nhờ mình bán coi như là bán thanh lý giùm. Chứ thực chất là giá nó, giá thị trường nó tới 500 lần. 13A nè, 400. Đầu nó, đầu này đầu giống như đầu inox mà. Inox nó không có hít. Da của nó nè. Đó. Hàng này da nó cứng, nhưng mà nó chắc chắn. Nó độc,
lớp da phía dưới này. Này hàng hàng này nó cũ kỹ rồi nha mọi người. 13, 1 2 bảng là 3,7. Bảng 3,7. 1m2, 1m2 chưa tính đầu á, dài 1m2 chưa tính đầu. Ở đây nó đóng ông địa nè, Made in Italy nè. Ông địa để Made in Italy nè. Hàng này cũ kỹ rồi nhưng mà nó độc, anh em nào thích độc lạ thì mình mua cái này xài là nó không có đụng hàng. Đó, nó có cái chốt đây nè, không có đụng hàng. Giá 400, đảm bảo anh em xài là không đụng hàng. Nó màu khác khác nhau chứ nó y chang nhau nhưng mà màu thì nó khác, cái với lại cái đầu nó khác. Rồi cái cộng tiếp theo 13B cũng 400 luôn nha mọi người. Màu nó hơi đỏ đỏ hơn tí nè. Nó có cái này nè. Màu nó hơi đỏ đỏ hơn tí. 13B không tính đầu nha, chiều dài cũng khoảng 1m2. Khoảng thôi, 1m2, màu nó đỏ đỏ hơn. Nó khác với những dây sáp mà 200 nha mọi người, nó khác. À, mặt này thì làm bóng hơn nè. Mặt này để làm bóng hơn, nó không có sần sùi như cái này. Cái này nó sần sùi nè. Cái này nó bóng luôn nè, 13B. Chốt chỗ này. Logo chỗ này. Đó, đầu này cũng chắc cũng đầu inox. Không có hít. Bảng thì cũng khoảng 3/7. Nói chung mấy cái dây nịch này bảng nó bằng nhau hết. Cái này nó đóng cái gì đây? Này cũng đóng Made in Italy nè. À, Made in Italy. Nhưng mà không biết có sản xuất ở Italy không thì không biết nha. Không biết có sản xuất ở Italy không thì mình không biết. Cái đó mình không biết. Nhưng mà hàng này thì thấy nó xịn. Nó cũ kỹ rồi. Nó xịn. Hàng này hàng nghĩa địa. Hàng có thể là người ta để lâu năm mà không bán được á, cho nên là nó đã cũ. 13B tới 13C. Giá thị trường là nó 500 đồng đó mọi người. Nhưng mà mình bán này. Nói chung là người ta bán thanh lý, người ta nhờ mình bán giùm. Cho nên là mới bán giá này chứ mới chứ giá đúng giá nó là tới 500 lần. Có miếng da cho mình thử nữa. Cộng này thì cũng là cái dạng da sừ nè. Nhưng mà nó rất là chắc chắn. Da nó rất là chắc chắn. Trăm trăm nè, Italy nè. Da nó chắc chắn lắm, nó cứng cáp chắc chắn lắm. Cũng hình ông địa nè. Hình ông địa Made in gì vậy? Giờ băng đúng mờ, đầu cũng đầu inox luôn, cái đầu lạ nè, đầu lạ, đầu inox lạ. Này 1m1 nha mọi người, 13C này dài 1m1, dài 1m1 chưa tính đầu. Bảng cũng 3/7, 3/8 vậy đó. Để đo một cái cho chắc ăn. Khoảng 3/7. Giá của nó là cũng là 13C cũng là 400. Mười ba D cũng 400 luôn nha mọi người. Trải ra cho mọi người coi nữa. Màu đỏ nè.
giống như màu đỏ rượu vậy. Đó. Mặt này mặt trơn, nó làm trơn luôn, chắc chắn đẹp 100% là da nè, size 42 nè. Đó, đầu nó, đầu này đầu đồng, đầu đầu đồng dây nó cứng. Bốn trăm nó dài, quên đo chiều dài này chắc cũng mét mốt quá, 1m50, 1m50 hay 10. Anh em nào mập quá thì đeo không có vừa. Giá cũng 400 luôn nha. Cái cộng cuối cùng là E 13E, 13E cộng cuối cùng. Đó, cộng này nó làm 3 sọc, giống là lá cờ, cờ của nước Anh. Mét mốt luôn. Này dài mét mốt luôn. Đầu đồng luôn. Đầu đồng. Mấy cái đầu này nó lạ lạ, hiếm, hiếm có. Chốt đồng luôn nè. Này rất là chắc chắn nè. Dài mét mốt luôn. Nó làm lạ lạ độc độc ha. Cũng 100% da nè, made in da băng, bông địa nè. Giá cũng 400 luôn nha mọi người. Giá 400 luôn. Mã 13 A B C D E đồng giá 400. Mã cuối cùng là mã số 14. Mã cuối cùng là mã số 14, một con chim khổng tước giá 650.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Chim khổng tước này nó nặng 650 nha mọi người, 650 đã bao gồm phí vận chuyển. Nó nặng 500 g. Là 500 g. Này một cặp chim khổng tước nè. Đó, đang đậu trên cành cây, một con chim trống và một con chim mái. Chiều cao 20. Cao 20, chiều ngang là bắt đo bắt đầu từ đâu đây? Ngang nó khoảng đo đi đi, khoảng 1 đi, khoảng tắt đi. Đó, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng 500 g, nhỏ nhỏ xinh xinh nha mọi người. Cặp chim không tước bằng đồng. Đó. Giá của nó là 650.000, nặng 500 g, giá 650.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Bằng đồng nha. Đó. Anh em nào thích thì mua về trưng bày trên bàn nó cũng đẹp. Giá 650 đã bao gồm phí vận chuyển. Rồi, hôm nay có tổng số là 14 mã hàng muốn giới thiệu đến anh em. Anh em nào có thấy phù hợp với sở thích, nhu cầu sử dụng, trưng bày thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình định được ở An Giang để liên hệ đặt hàng. Rồi anh em nào thấy không thích thì xem giải trí cho vui và vui lòng nhấn like, đăng ký, chia sẻ kênh để ủng hộ kênh. Rồi giá bán đã bao gồm phí vận chuyển, tất cả sản phẩm đã bao gồm phí vận chuyển, không bao gồm phí đồng kiểm. Anh em nên lưu ý vấn đề đó. Còn cái phí đồng kiểm là 20.000 đồng, anh em muốn kiểm tra hàng trước khi nhận thì cộng thêm 20.000 đồng tiền phí đồng kiểm. Còn giá bán đã bao gồm phí vận chuyển, riêng đồng hồ là hình thức giao dịch là chuyển khoản nha anh em, hình thức giao dịch là chuyển khoản, không có bán ship code. Còn tất cả các hàng còn lại thì anh em không có điều kiện chuyển khoản thì ship code bình thường. Rồi.
Hôm nay thì chỉ có bao nhiêu thôi, 14 món giới thiệu đến em. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Những video tiếp theo thì chắc có lẽ là hàng gốm sứ nhiều, dĩa, đặc biệt là dĩa, dĩa nhiều lắm, tô với dĩa. Tạm biệt, hẹn gặp lại. À, anh em đón xem video sau nha.